Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại. Tôi đã lại quay trở lại với series Minecraft sinh tồn tập 10 đây anh em. Tập thứ 10. Thì như anh em đã thấy ở đoạn đầu vừa nãy là đoạn vừa nãy là một đoạn video nhỏ mà tôi cắt ra khi mà tôi đã đi đào kim cương ở dưới hầm đấy anh em. Đó. Đây, 5 viên, một đống đá đây anh em nhìn này, giờ nhà tôi bán đá luôn rồi, quá nhiều. Đó. Chắc là bằng cái viên thôi anh em ạ, sau này có rảnh thì đi đào tiếp. Đào mệt lắm. Đó. Thì tiện thì cho tôi nói một chút về kênh luôn, đó là nếu như đây mà lần đầu anh em xem video á, mà anh em mà có sở thích về game Minecraft và đặc biệt là Minecraft sinh tồn thì kênh của tôi là không có làm anh em thất vọng đâu. Nên là nếu như anh em thích chế độ sinh tồn trong Minecraft thì hãy đăng ký kênh của tôi luôn đi. Hãy ấn vào nút đăng ký ở bên dưới phần mô tả, hoặc là anh em có thể nhìn thấy cái góc dưới bên tay phải của tôi á, thì nó có một cái biểu tượng là cái icon kênh của tôi á. Ấn vào đó và đăng ký, và hãy ấn vào cái chuông và chọn lựa chọn đầu tiên nhé anh em. Lựa chọn đó đã giúp cho anh em được thông báo khi mà tôi có video mới. Đó. Vậy thôi. Tôi chỉ muốn giới thiệu về kênh một chút thôi. Ok, thì hôm nay chúng ta có rất là nhiều việc để làm đấy anh em. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ xây tầng hầm anh em. Bởi vì anh em nhìn này, có quá là nhiều đồ rồi mà nhà tôi rất là bé, vậy nên là tôi cần phải có một cái tầng hầm để tôi để rương đấy anh em. À, cái tầng hầm đây đi, tôi lựa chọn tôi chỗ này có vẻ hợp lý này, để tôi đào ở đây tôi làm tầng hầm luôn. Để tôi cho anh em xem một trong những gọi là thợ xây giỏi nhất Việt Nam xây tầng hầm cho anh em nhé, cực kỳ đẹp. Tôi thích nhất là đào hầm luôn ấy. Từ từ phải dùng anh chặn nó đã. Rồi đó. Sau khi mà tôi đào kim cương xong rồi tôi lại phải đào hầm để xây tầng hầm. Tôi có vẻ rất là hợp với công việc đào ấy các bạn. Nói chung là cuộc đời mà anh em, lao động mới có cái ăn nhé. Than luôn. Ok, 4 block này nhỉ? Chắc là 4 block là cao đấy, là khá đủ cao đấy anh em. Tôi vậy là khá cao rồi. Anh em mới xịn nha. Vì sao vì cái bên này tận 3 ô, bên này có 2 ô. Đào thêm bên này phát nữa. Ôi. Lắp. Anh biết thì sao chúng ta phải xây tầng hầm không? Chúng ta xây tầng hầm là để chúng ta có thêm chỗ để rương đấy anh em. Tầng hầm sẽ là một nơi cực kỳ đẹp, và để chúng ta giấu những cái đồ quý hiếm. Kim cương đúng không? Bạc vàng. Thực ra trước có bạn bảo với tôi cái đấy là sắt anh em ạ. Mà thực ra nó đúng là sắt thật, nó không phải là bạc đâu. Tôi quen gọi nó là bạc. Sắt nha anh em nhá. Đấy, nơi mà chúng ta đã cất than này, cất mấy đồ quan trọng, cái dụng cụ đúng không? Đúng rồi, đẹp
Ủa, tôi full cái tôi không nhặt được đồ luôn rồi, tôi lên tôi cất đồ đã. Cất tí đồ. Cất đồ. Nói thật là tôi thấy cục này tự nhiên đứng ở đây thấy thấy nó hơi sao sao ấy. Để tôi vứt nó đi. Tôi thay nó bằng cục khác. À không, nhầm. Tôi thay nó bằng cục đá chứ, thay bằng cục đá đấy, đúng rồi. Này trông nó đỡ ấy hơn, đúng rồi. Trời ơi. Cất tí đồ nào. Có cái gì cất được thì cất đi. Full rồi. Ghê thật. Tôi còn chưa qua nhảy nữa à? Tôi có tôi nhảy cái nào. Ôi, thằng nào đi mở cửa tôi ra này. 1 2 3. Ok. Tôi thích nhảy mà anh em đừng có để ý nhá. Ok. Không cho cất kim cương à? Đào xong rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải lót gỗ vào đúng không? Phải lót gỗ vào chứ để nhà trơ trụi vậy sao được đúng không? À, thôi lót gỗ vào mình lót đá đi đúng không? Lót đá đi mà tôi còn gỗ không? Nó đúng như dự đoán của tôi anh em ạ, tôi không còn tí gỗ nào hết. Quá nghèo. Úi rồi. Nhiều giờ. Được rồi. Đầu tiên thì tôi sẽ lót cái sàn trước. Đó. Đào cái sàn đi rồi lót nó. Sau đó thì chốc nữa thì chúng ta sẽ đi chặt gỗ và xây ở ở hai bên cạnh sau anh em ạ. Trời bắt đầu tối đấy anh em, tôi bắt đầu thấy ít ánh sáng rồi là biết là trời tối rồi. Anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Quá xịn. Đấy. Anh em thấy đẹp thì nhớ nhớ bình luận bên dưới nha anh em. Anh em bình luận cho tôi chữ đẹp quá nhá. Quá đẹp, đẹp quá đấy. Ok, bây giờ là sao? Gỗ đúng rồi. Lên lấy tí gỗ vậy. Mà mình làm gì có gỗ? Thôi đi lên. Tôi đi ngủ đã anh em ạ. Ngủ à? Dân hôm nay dân nó không vào nhà mình anh em ạ. Dân có vẻ biết ấy rồi, biết phép tắc rồi. Đấy, giờ không vào nhà mình nữa rồi này. Ngoan. Ngoan. Đi chặt tí gỗ nhỉ. Tôi có rìu rồi, tôi chạy tôi chặt tí gỗ. Ôi dồi ôi, thương anh Golem. Anh Golem, anh bị zombie đánh kìa. Nát hết cả người, thương. Làm tí gỗ. Nó có cái loại gỗ nào mới mới không? Cái loại gỗ này trông màu trắng trắng này nhìn hơi nhiều, nhìn hơi chán rồi. Gà. Tôi có trứng gà rồi. Trứng gà là mình làm được bánh gà tô à? Hay vậy. Thôi để nào tôi đi chu du tôi tìm gỗ đẹp xong. Tôi cũng chả biết mấy cái rừng nó ở đâu.
ra cái gỗ trắng này cũng đẹp mà đúng không? Đẹp mà. Tôi thích màu trắng. Nói đùa chứ tôi thích màu xanh dương. Thực ra tôi cũng có thích màu trắng. Chừng là màu gì là tôi cũng thích cả anh em ạ. Slice of beef for honey. Màu gì trên đời cũng đẹp cả đúng không? Một màu là làm cho thế giới được thêm một phần màu sắc hơn và ok, từng nhiều ông được được rồi, cũng cũng được khá khá rồi. Hello mấy anh nông dân. Ngày nào mấy anh nông dân cũng rất là chăm chỉ trồng lúa anh em ạ, cực kỳ chăm làm luôn. Rồi, đi đi xuống tôi tôi đi xuống tôi xây. Anh em thấy cái hầm hầm nhà tôi đẹp không? Chết cha, tôi có hai cuốc và tôi sắp nát cả hai cái. Tôi sẽ đào hết tường đi, sau đó thì tôi xây anh em ạ. Đó. Trên người vẫn đang cầm viên kim cương, như trên người vẫn đang cầm. Ôi, tôi ấn nhầm nút thì nó vứt cái ấy. Chơi yên bình thôi anh em nhỉ, yên bình thôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi được vào game chơi thoải mái yên bình quá là thích luôn anh em ạ. Không còn bị ông giám đốc đúc gọi là gì á, dục làm công việc nữa đúng không, được xả stress. Nhưng mỗi tội là tôi hỏng quốc rồi anh em ạ, làm quốc ấy. Bây giờ tôi grab nhanh lắm. Tôi grab nhanh lắm. Quá pro. Thế là chúng ta sắp sửa có một cái hầm cực đẹp để đựng đồ đấy anh em. Để tầng hầm nha anh em, chúng ta sẽ gọi là tầng hầm. Tầng hầm tuyệt mật. Tầng hầm tuyệt mật để toàn những đồ tuyệt mật. Nói đùa chứ có đồ tuyệt mật đâu. Toàn đồ phá phách ấy các bạn. Toàn đồ vớ vẩn thôi, chả tuyệt mật đâu. Đào đào cả cái này nữa, đào cả mái thì chốc mình lắp cả mái mà đúng không? Sắp xong rồi. Quá đẹp. Thấy cuộc sống nó vất vả nào chưa? Sáng thì đi làm, tối thì phải về đào hang đấy.
hiện thực của cuộc sống này anh em. Mình chơi game nhưng mình vẫn phải gọi là lao động anh em ạ. Chung là cuộc đời là nó không có không có đối xử tốt với bất cứ ai đâu anh em. Có làm thì mới có ăn nhờ. Sáng đi làm, tối làm thợ xây. Chăm chỉ phết nhỉ. Có ai chăm chỉ bằng tôi không ấy chứ. Đấy, anh em thấy tôi xây tường đẹp không? Nói thật chứ sống như thành phố kiểu tường đá các thứ nhiều cũng chán. Đôi khi tôi cũng muốn nhà tôi có tường gỗ anh em ạ. Bởi vì tôi chả biết sao thấy tường gỗ nó mát mát đúng không? Tôi cũng thích tường gỗ. Tôi cảm thấy là nó giống như là thời xưa. Làm tôi khá là nhớ thời xưa. Hồi mà tôi còn ở nhà quê. Hồi mà tôi từ nhà quê tôi mới lên. Hồi tôi ở nhà quê mới lên anh em ạ. Chết cha. Không biết là có đủ gỗ không ta. Tôi cũng sợ thiếu. À đủ rồi. Thì còn có một tí này thì chắc là đủ nhỉ. Tôi đoán chắc là đủ. Nó còn có một tí này mà thiếu thì hơi thốn. Rồi đủ rồi. Ủa rồi. Thế đẹp không anh em? Thang đâu? Chúng ta cũng bắc thang hỏi lên hỏi ông trời anh em ạ. Đó, bắc thang xong rồi. Ủa rồi. Tầng hầm quá đẹp. Tầng hầm quá xịn. Có một cái nữa mà tôi nghĩ là tôi cần thiết tôi phải làm đây này, cái chắp đo. Cái chắp đo này mình làm gì anh em biết không? Đấy, đào này đi. Đặt chắp đo vào. Úi đấy, đấy xịn. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm rương để chúng ta đặt đồ. Đây, cái này. Chết cha. Có mỗi tí gỗ làm sao mà đủ để làm rương anh em. Còn có mỗi tí gỗ không đủ để làm rương rồi. Đây sẽ có hai cái rương ở đây. Đó. Hai cái rương ở đây. Đó. Hai cái ở đây. Hai cái ở đây. Xong rồi thì hai cái ở đây. Có đâu không ta? Xong rồi thì một cái ở đây à? Một cái đây rồi thì hai cái đây à? Hơi bị sao ta? Hai cái này. Xong hai cái này. Thế con này. Con này sao rồi anh em? Thôi được rồi, đấy. Thêm một cái ở giữa đó thì cái này sẽ là cái cực kỳ quan trọng. Thì nó là cái rương gọi là để đồ rất là quan trọng, mình có để nó ở giữa. Để tôi làm thêm một tí nữa để phòng rộng mà đúng không? Phòng rộng mà mình để cả rương ở trên đầu luôn đúng không? Là làm tí nào. Đó, đấy, 11 cái luôn này. Đây này, cái rừng trên đầu này, mình để đây cũng được này, để đây nào. Nhưng mà để đây có được không ta? Mình để đây có mở được không ta? Để tôi grab cái dương này xem nào. Đó. Để tôi sẽ đặt nó gần vào đây làm sao. Ô được ấy.
Vẫn được anh em ạ. Từ từ. Từ từ, thế nếu tôi đặt nó ở đây sao? Ôi. Tôi đặt nó ở đấy thì không mở nữa rồi. Tôi đặt nó ở đấy thì không mở nữa rồi. Ok, tôi hiểu. Ừ, nói easy. Thế đi ngủ thôi, hay đi ngủ mai thì dậy chặt. Để mà làm cho cái chỗ này sáng sáng lên tí thì tôi sẽ đào một đoạn đây, đào một cục đó, xong rồi ở đuốc rồi à, đây rồi, xong rồi sẽ đặt cái đuốc vào, đó sáng ngay. Sao không thấy anh dân đâu nữa rồi ta? Trước là anh dân hay vào ấy lắm mà. Lại phải chạy chặt tí gỗ anh em ạ. Ôi anh Golem trông gầy yếu kìa, có cách nào để sửa anh Golem không anh em? Có cách nào để kiểu là mình cho anh Golem ăn? Ôi rồi, bắn đi. Ui rồi ôi ui rồi ôi rồi đây là kiếm kim cương đấy, đừng có đùa anh em nhờ. Phun đổi, tôi vứt cục này, tôi vứt cái cung ra, không cần đâu rồi. Chết ngay, sao mà đùa được với tôi, sao mà chơi được với tôi biết dùng khiên rồi. Tôi biết dùng khiên rồi. Nói chung là cái lúc mà tôi ọp ấy là tôi có tập luyện ở mình rồi, tôi tập luyện chăm chỉ lắm. Đấy, vào chém rồi thì đỡ, chém rồi đỡ, căng lắm. Có tập chưa? Vứt cái này ra chứ. Mày phải nhặt được cái ấy chứ. Đâu rồi? Suy tính là tôi chặt cây xong rồi đó thì tôi không nhặt anh em ạ. Hài. Chúng ta sắp sửa có một tầng hầm để đựng rương rồi, cực kỳ nhiều rương luôn. Cái làng của mình đẹp nhỉ? Anh em thấy cái nhà của tôi nó có hợp với cái làng không? Anh em nhìn cả đó, nhà nhỏ nhỏ ở đằng xa màu trắng luôn đó. Khá là hợp với cái làng ấy chứ đúng không? Tôi cũng là một dân làng mà. Tôi cũng là một dân làng, sáng đi trồng lúa, tối về ngủ đúng không? Tôi sống cũng ôn hòa mà, thỉnh thoảng thì đi chăm sóc tí, đấy, đào hang động tí, thỉnh thoảng vào trong địa ngục đi kiếm tí đồ thôi, chứ tôi sống ôn hòa mà. À, có đánh ai bao giờ đâu. Nhỉ. Hello anh. Cái lúc vừa nãy là trong đầu tôi nó đã có cái suy nghĩ là tôi chém anh dân làng một phát đấy anh em, nhưng mà tôi không muốn bị anh Golem anh đánh đâu nè. Không nên đâu. Ok, mình làm rương thôi nào. Thu thu rồi, có 7 cái rương rồi, tiếp tục luôn. 15 cái à? 15 cái sẽ đủ chưa? Ồ. Nó thì cái chỗ ở giữa thì mình chỉ để bằng đấy thôi anh em ạ.
Đây, cái chỗ để ở giữa mình chỉ để đúng một cái đây, bởi vì là chỗ chỗ ở giữa gọi là quá là hiếm anh em ạ. Đó, để đúng một cái để thể 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 hiện gọi là sự sang trọng thì nó của cái vị trí ở giữa ấy, đó. Đó. 6 cái tầng hầm rồi anh em. Tôi có một cái craft table, tôi nghĩ là craft table tôi để ở đây thì nó có hơi lệch nhỉ. Ở đây đi, tại đi đó. Mọi thứ này đều phải perfect anh em ạ. Đó, perfect, cực kỳ perfect luôn, hoàn hảo. Ok thôi, đặt vứt tạm đồ ở đây. Nhiều đồ quá, nào dọn sau anh em ạ, nhiều quá. Vứt tạm. Ok. Rồi, thích quá nhỉ, có nhiều rương thích. Rồi, cũng vứt tạm khá khá rồi. Chúng ta xây xong tầng hầm rồi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì anh em biết không? Tôi sẽ cần phải chuẩn bị khá là nhiều đồ để vào địa ngục cho an toàn. Vậy nên bây giờ chúng ta cần phải có ruộng anh em ạ, chúng ta phải làm ruộng. À, đá đâu nhỉ? À, cát cát đất đây rồi, đất đây rồi. Chúng ta sẽ cùng làm ruộng nha anh em. Tôi phải có ruộng để à đây rồi, đúng rồi. Và tôi phải cần có mía nữa anh em ạ. Bởi vì là anh em nhớ cái bàn phù phép của tôi không? Đó. Tôi có bàn phù phép và tôi rất là cần có những cái kệ sách ở bên cạnh để gia tăng cái sức mạnh cho mặt phù phép á. Thì để làm được mấy kệ sách đấy là mình cần có quyển sách, cần quyển sách là mình cần phải có da bò và mình cần phải có mía này. Đó. Nên là mía giờ quan trọng là phải trồng mía. Đó. Đây, tôi có một chút mía rồi. Bây giờ tôi sẽ làm ruộng. Làm ruộng làm ở đây đi nhỉ. À đây, có xẻng này đào luôn. Mình là một người làm nông mà, đúng không? Mình sống trong làng thì mình cũng phải trồng lúa thì phải góp gạo để cho làng chứ, đúng không? Sống không có trách nhiệm cũng được. Một, hai, ba, bốn, năm. 1, 2, 3, 4, 5. Ruộng của tôi là ruộng hình tròn anh em ạ. Đó. Ruộng hình vuông. Đất đây rồi. Xô nước. Anh em thấy ruộng có dễ thương không? Quá dễ thương luôn đúng không? Tôi biết mà, anh em không cần phải khen đâu nhé. Anh em mà thấy dễ thương thì xuống dưới comment tôi câu quá dễ thương nhé. Ủa, ok, không sao, giáp Bình Châu mà. Hả? Bây giờ sao ta? À, đúng rồi, tôi phải làm cái, tôi không biết đây này. Cái này nói chung là tôi phải làm cái này. Cái này nó cũng là cái cuốc, tôi chung chả biết, nhưng mà nói chung là tôi làm cái đào đất anh em ạ. Đấy. Gọi cái đào đất nhé. Đó, chúng ta sẽ đào đất. Đó. Chúng ta phải đào đất thì chúng ta mới trồng được đấy chứ, đúng không? Phải đào cho tơi tơi đất lên ấy. Đó. Sau đó thì mới trồng hạt xuống chứ. Đó. Bây giờ chúng ta cùng trồng hạt. Từ từ, tôi đào vại mấy chỗ xung quanh này đi đã, cho nó đỡ vướng đúng không? Ấy, mình làm ruộng thì mình phải dọn vợi vợi mấy chỗ này ra cho đỡ vướng. Rồi, đẹp ngay. Đây là mảnh đất của tôi anh em ạ. Đó, quá đẹp. Đó, ruộng ấy. Bây giờ chúng ta cần có hạt giống. Nhưng mà thật sự là tôi không có một hạt giống nào anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất thôi các em ạ, cách duy nhất. Nó hơi
nó hơi không có được văn minh cho lắm, nhưng mà đây là cách duy nhất rồi. Em xin lỗi mấy anh dân nhé, mấy anh đừng đánh em nhé. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác anh em ạ, không còn một lựa chọn nào khác. Hello mấy anh, tôi chồng mấy anh dân đứng bàn tán nhau có vẻ bực tôi lắm ấy, chắc đang muốn xử tôi anh em ạ. Sao mà trong này nó ít ruộng ấy ta, có mỗi hai cái tôi trộm hết cả hai rồi. Thế không còn cái ruộng nào à? Ít vậy à? Ít vậy. Thôi không sao, như vậy được rồi. Cho em cảm ơn các anh nhá. Đây là hạt giống dưa hấu, còn đây là hạt giống lúa này. Đó, đầu tiên chúng ta cứ trồng đi. Hạt giống dưa hấu trồng ở đây. A city place. Tôi nhận được cái achievement mới kìa. Hết rồi. Hết lúa rồi. Có mỗi tí rồi. Có mỗi tí này thôi. Mía lên chưa? Mía chưa lên à? Ok. Cái kia là cái khu gì đấy? Cái này là cái này đấy. Tôi trông cái giống đất, trông cũng chả giống, trông cũng chả có cái gì lắm đâu. Nhạc kệ. Đi ngủ thôi. Đi ngủ rồi đợi một ngày mới thôi. Trong lúc mà chúng ta chờ cái này, trong trong lúc mà chúng ta chờ cái đống ruộng này của tôi nó lên, thì chúng ta cùng xây chuồng bò và chuồng cừu nhé. Chúng ta cần phải có bò với cừu, lợn, vịt các thứ để còn nuôi dân chứ đúng không? Tôi có cái này mà tôi không dùng, mà tôi còn đi tôi craft ra cái này. Holy. Holy. Trời. Tôi đầu óc tôi bị làm sao ấy, anh em ạ? Tôi đúng là bị đáng chí thật. Tôi không có cái hàng rào à? Không có hàng rào cho mình à? Tôi lại thiếu gỗ rồi. Tôi lại phải đi chặt gỗ rồi anh em ạ. Tôi có 8 cái gỗ thì làm được bao nhiêu hàng rào ta? Chung là mình không làm được nhiều hàng rào đâu, ta sẽ lại phải đi chặt gỗ rồi anh em ạ. Chung là tôi phải đi chặt rất là nhiều gỗ. Thật sự tôi không biết là cách nào để sửa mấy anh golem không. Trông mấy anh golem này trông trông cũng tội. Mấy anh golem này là nhiệm vụ là mấy anh ấy bảo kê đấy, mấy anh bảo vệ làng ấy. Đó. Mà để mấy anh ấy như vậy trông cũng tội lắm. Bởi vì nếu mà không có mấy anh ấy là dân làng tôi chết rồi đấy. Để đêm mà zombie ra mà tôi thì tôi có quan tâm đâu. Tôi đi củ với tôi đào hầm, tôi quan tâm mấy anh dân làng đâu. Nên là tất cả đều nhờ công máy golem cả. Có cách nào để sửa cho máy golem không? Tội máy anh golem. Kệ máy golem đi, mình cứ đào gỗ về xây nhà. Khá khá gỗ rồi, nhưng mà có đủ không ta? Nói chung là mình mà xây rồi mình bắt bò bắt lợn về thì nói chung là tôi đang ở sa mạc nên là để bắt được bò bắt được lợn về là hơi khó.
Với cả là tôi cũng không có cắt đất nữa, để tôi đào một chút đất sau này còn nuôi trong nó. Bởi vì chẳng lẽ mình để bò nó ăn bò với cừu với lợn vịt nó ăn cát đúng không? Thì chúng ta phải lấp đất xuống bên dưới bọn nó chứ. Nên là phải đào cái đất về. Lúa kìa. Lúa tiện đấy anh em ạ, lúa lúa tốt. Đúng rồi. Tôi nhớ là mình phải có lúa để mình dụ bò với ấy mà, bò và cừu. Mình dùng lúa là mình dụ được cả bò và cừu luôn nhá. Cực kỳ tốt luôn. Và mình còn dùng lúa và mình cho được cả bò cả cừu ăn đấy anh em. Đó. Chúng có ăn thì chúng có sinh thêm con đấy. Hay vậy. Chúng có ăn sau đó thì chúng có thích quá thì chúng có sinh thêm con chứ. Tôi thật chứ mà ngoài đời như vậy tôi cũng muốn cho mấy bạn nữ ăn thật. À thôi 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 thôi. Chết cha. Chết cha, nhầm 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 anh em ạ. Thôi nhá. Đùa tí thôi, đùa thôi, đùa thôi. Này bạn gái tôi vào xem mà chết cha tôi rồi. Này mà bạn gái tôi vào xem mà toang đời tôi rồi anh em ạ. À, đùa thôi nhá. Đùa thôi nhá. Vui vẻ không quạo nhá. Ừ, đùa thôi, đùa tí thôi mà. Đó. Chúng ta sẽ làm cái vườn ở đâu, cái vườn đấy, cái chuồng chứ. Cái chuồng rất là đẹp. Ngồi, hang động à? Nếu mà anh em thấy hay thì có thể like và share tôi nhé. Đăng ký kênh ủng hộ tôi với nhé. Anh em, tôi thấy cái lượt đăng ký với cái lượt like, cái lượt share mà tăng, tôi hạnh phúc kinh khủng luôn. Tôi có động lực làm thêm video. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Sai nhầm. Cát rồi, đất chứ. Có đất không? Hết đất luôn rồi anh em ạ. Giờ sao ta? Đi đào thêm tí đất. Bạn Golem khổ thân bạn. Anh em thấy những anh Golem tuyệt vời không? Hy sinh tất cả tính mạng vì dân làng. Quá tuyệt vời. Tình yêu mãnh liệt của những anh Golem đấy anh em. Tình kia tuyệt vời. Đào hỏng cái ấy luôn đấy. Tôi không có mang craft table. Để tôi craft một cái craft table luôn. Mình giàu mà mình lo gì. Ra tôi đào cái này tôi hơi hơi cảm thấy sai sai, tôi hơi cảm thấy sai đối với thiên nhiên anh em ạ thật, tại vì tôi phá hoại thiên nhiên quá, tôi đi đào như vậy quá là phá hoại. Thường là tôi đào xong là tôi sẽ lấp lấp lại cho đẹp quá, nhưng mà kệ đi. Lười lắm, không lắp đâu. Hơi có lỗi với mẹ thiên nhiên tí.
Mà không sao đâu đúng không? Mẹ thiên nhiên gì ta? Mẹ thiên nhiên cái gì ta? Rất là biết thông cảm cho con người mà đúng không? Họ sẽ không làm gì mình đâu nhỉ? Ok, to phết nhỉ? Bây giờ tôi xây hàng rào. Lôi Craft Table ra. Hàng rào. Tôi nhớ cái hàng rào là fence. Fence đây. Đâu đâu nhầm rồi, cái này cơ. Đó, cái fence này crack kiểu gì? À, ok. Ok. Vậy là mình phải cần có khá là nhiều cái này này. Xong mình cần có khá là nhiều gậy nữa. Gậy để ở giữa, cái này để ở hai bên như này. Rồi. 48 cái à? Chắc là chưa đủ đâu nhưng mà cứ thử lắp thử vào xem sao. Ôi kìa. Thế mà đủ luôn kìa, còn thừa luôn đấy. Ôi thỏ kìa. Ê, thỏ 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 ơi, thỏ ơi. Thỏ ơi, thỏ ơi, thỏ ơi. Thỏ ơi. Tôi đánh yêu thôi, tôi hôn bạn thỏ tí mà. Làm gì đâu, làm gì đâu. Anh em đừng có mà report kênh tôi nhá, kiểu bạo lực động vật không có nhá. Không có nhá. Đúng rồi, tôi cần làm cái cửa. Tôi có lông cừu không? Tôi không có lông cừu à? Thôi từ từ. Tôi không có lông cừu cũng không sao. Để tôi đào hai lỗ. Đi ngủ cái. À, xong bây giờ là mình sẽ lên đường tìm bò và tìm cừu anh em ạ. Mang bò với cừu về. Tôi biết là bò với cừu ở chúng có thích cả lúa. Lợn thì nó thích cà rốt đúng không? Vịt thì nó thích cả hạt giống ấy. À đúng rồi, nếu vậy là mình phải mang hạt giống đi để dụ vịt, dụ vịt. Nhờ mỗi tội là tôi không có cà rốt anh các bạn, tôi không có cà rốt nên là tôi nghĩ là chắc là mình chưa chưa dụ được lợn đâu. Lợn mình dụ mày. Táo à? À đây này. Tôi không biết là tôi cầm táo hay tôi dụ lợn đâu. Chung là tôi xin một hạt giống ở đây này để tôi mang đi tôi dụ con vịt. Ok. Đi rồi. Lúa thì đây mình có rồi đó, đây ba cái này là để mang đi dụ đây đó, đây đó. Tôi không biết là tôi mang táo hay tôi dụ lợn được không. Mình đi tìm rồi mình mang chúng nó về thôi anh em. Thì là chúng nó sắp sửa về với tôi rồi, quan trọng bây giờ phải tìm được con nào thôi, con nào may mắn nhỉ, con nào sẽ may mắn mình được về với tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho chúng nó tận tình cho tới khi chúng nó cho tới khi chúng có cho tôi thịt. Ô con mèo kia, vì sao nó con mèo kia hay cho nó có lợn bò hay gì không, cừu bạn mèo. Cừu ơi, bò ơi, lợn kìa. Tôi dùng hạt hạt giống tôi dụ lợn được không? Lợn 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 lợn. Táo hay lợn này? Táo hay lợn này? Táo hay? Nó không theo táo anh em ạ. Đấy. Nó không theo lúa, nó cũng không theo cái hạt giống luôn. Có vẻ là lá chỉ theo cà rốt thôi. Ồ, tổ ong kìa. Tôi nhìn thấy nó có cái tổ ong ở đây.
đó, đó, đó. Thôi, tôi không muốn động vào tổ ong đâu. Tao không muốn bị cắn đâu. Bò đâu ta? Bò ấy. Tôi muốn tìm cừu, tôi muốn tìm bò. Tôi sợ điều một lúc nữa rồi thì tôi lạc quá anh em ạ. Tôi muốn mang chúng nó về với tôi. Chúng nó đâu? Nó không có máy để mình định vị bò với cừu ở đâu anh em. Ôi, anh em nghe cái tiếng nước thế không? Mát vậy. Tôi muốn đi bơi anh em. Tôi nghe tiếng nước xong tôi muốn đi bơi. Lại lại lợn à? Cừu bạn này. Đưa mình cừu bạn này. Bạn game này. Cừu, bò, gà. À cừu 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 kia. Cừu kia. Hai bạn cừu. Thực ra là trong game này cũng khá là lâu rồi tôi chưa thấy bò. Chỗ này khá là hiếm bò. Cừu cừu cừu. Cừu, đi qua đây cừu. Cừu ơi. Né. Đấy, à tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà, mình dùng lúa hay là mình dụ cừu mà. Nào ơi, lên đây nào. Ngoan qua nào, lên đây nào. Đây đi tìm bò. Tôi nghĩ là lợn chắc phải đợi để nào tôi có cà rốt thì tôi mới dụ được. Tại vì lợn nó không có theo một cái gì của tôi cả. Tôi chả biết dùng cái gì dụ lợn cả. Tôi biết có mỗi là lợn nó thích cà rốt. Nào bạn cứu. À, con cừu thế kìa. Ôi, ở đây có nhiều cừu nhờ. Tôi mang hết cừu về luôn. Thì tôi dụ hết cừu về luôn. Có cặn cừu đen nữa này, hay thật. Ô, nhiều loại cừu thật. Đây bạn ấy, đi về đây bạn ấy. Có vịt kìa, có vịt kìa. Tôi qua, tôi dụ cả vịt về. Đi về đây, đi về đây, đi về đây. Qua đây vịt đây. Đó, anh em thấy tôi đúng nghĩa một người ấy à? Một người làm nông chưa? Ấy, một người làm nông cực kỳ thiện lành luôn. Ừ. Đấy. Đông nhỉ. Đây là đội quân của tôi đây anh em. Đấy. Còn zombie nào mà dám bắt nạt tôi là tất cả những anh em cừu và anh em vịt là đều xông lên hết. Đó. Đông không? Đông như quân quyên này các bạn. Ủa? Ở kia có một đống vịt luôn kìa. Tôi dụ thêm về anh em ạ. Tôi dụ thêm về tôi tham lắm. Tôi phải tham anh em ạ. Sống sống trên đời được bao nhiêu phải tham. Vịt vậy. Vịt đây đi, vịt đây. Qua đây, vịt đây. Con vịt kia, qua đây. Nào cừu. Ui đông nhỉ. Đấy, học trò của tôi đấy anh em đấy. Đúng rồi, theo thầy nhá, theo thầy nhá. Bây giờ còn thiếu bò thôi, giờ còn thiếu bò thôi. Con kia là con lừa đúng không? Con lừa này là nếu mình có yên thì mình có thể ngồi lên nó, là cái mình cưỡi được nó giống như mình cưỡi con ngựa ấy. Khá là hay đấy anh em. Nào 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 nào. Đi nào. Tôi làm thầy giáo với gọi là phương châm là không ai bị bỏ lại phía sau anh em ạ. À. Nhưng mà cái nhà tôi đâu? Đi nào. Tôi không biết cái nhà tôi ở đâu anh em ạ. Kia rồi, kia rồi. Xa 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 xa. Nói chung là đồng đội của tôi đấy. Bạn cừu đen, bạn cừu xám. Có 6 7 bạn gà trắng.
Ơi, phá 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 cái ấy chứ không chúng có chạm vào chúng không? Bây giờ tôi không biết là chúng nó có đi qua sông không anh em ạ, thật. Nào thử nào. Cố gắng lên anh em. Đi lên anh em. Nào. Theo anh. Cố lên. Đúng rồi. Vịt vẫy mạnh vào vịt. Cố gắng lên nào cừu kia. Vì sao lại có một anh cừu ở đằng sau đứng đần cả mặt đấy kìa. Cố gắng đi nhanh nhanh nào. Nào. Lên nào. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên cái bạn cừu xám kia. Bạn cừu xám. Không ai bị bỏ lại phía sau anh em này. Lên anh em. Hay quá. Anh em giỏi quá. Cú trứng này. Nhặt luôn. Vịt bơi xong mệt quá rồi thì đẻ trứng luôn anh em ạ. Nào, lên nào. Đoàn quân của tôi cực kỳ gọi là tuân lệnh luôn, cực kỳ dễ chỉ bảo anh em ạ. Có ai bỏ lại phía sau không? Không anh em ạ, không, đi thôi. Cố lên anh em. Sắp về tới nhà rồi. Rồi. Nào, đi nào. Vì sao tôi thấy có vẻ là quân đoàn tôi đông hơn hay sao ấy. Tôi không biết là tôi nhìn nhầm nè. Đúng vậy á. Tôi thấy có vẻ sao đông hơn vài con hay sao thôi. Hay tôi bị hoa mắt rồi. Ôi. Tối thật. Chứ chả thì về nhanh chứ không trời sắp tối. Tối thật tôi mang đá về về zombie zombie bùng nhìn thấy sợ đái ra máu thật. Quá đông. Cái nhà tôi kia rồi. Cố gắng lên anh em. Cố gắng lên anh em. Cố gắng vì tương lai anh em ạ. Đi lên đây anh em. Ủa. Ôi tôi. Ôi chết rồi. Có một con nó bị rơi xuống dưới kia rồi. Ui trời ơi. Một con và một anh dân. Có một con cừu. Một bạn cừu bị rơi xuống dưới rồi. Chúng ta đành phải bỏ lại bạn ấy đằng sau thôi các em ạ. Sau lần sau nếu mà được tôi sẽ đi cứu bạn ấy. Tôi nói là nếu mà được thôi chứ thực ra tôi chả tính đi cứu đâu anh em ạ. Tôi đùa đấy chứ chắc là tôi sẽ đi cứu thật. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây. Nhanh nhanh nào. Rồi. Rồi. Để tôi đổi cái ấy thì tôi chặn lại. Ok, rồi. Tôi phải mang được bạn cừu kia lên anh em ạ. Tôi không thể để cái tình trạng một học sinh của tôi bị khó khăn như vậy được. Dù tôi cũng hơi lười nhưng mà phải có trách nhiệm anh em ạ. Giải cứu bạn cừu. Bạn cừu đâu? Ui! Cừu rơi xong nó chết rồi. Anh em nhìn thấy cục bông kia không? Thương thay cho bạn cừu. Bạn cừu hy sinh rồi. Bạn cừu hy sinh rồi anh em ạ. Đau buồn quá. Đau buồn quá anh em ạ. Đau buồn. Không sao đâu. Dù là em đã hy sinh nhưng mà thầy và các bạn vẫn luôn ở đây cùng em. Hãy yên nghỉ nhé.
Ơi, xây của gì có xây lệch cái này? Làm cái biển là kiểu gì ta? Sai. Đấy, nhầm. Thương bạn cừu anh em ạ. Cuộc đời mà anh em. Đôi khi cuộc đời là như vậy đấy anh em. Bạn sẽ mãi mãi được nhớ tới. Tôi thấy cái cỏ này nó không có mọc nổi lên, bây giờ phải làm sao cho nó mọc lên được ta? Tôi nhớ là mình phải mang được một cục cỏ kiểu là nó có mọc lên rồi về, nhưng mà chúng ta có mía chưa? Mía của chúng ta à? Ôi ai, mía đẹp rồi đó. Trồng cái mía này thì cũng có một đặc điểm, nhưng mà chúng ta không trồng được ở đây anh em ạ. Chúng ta phải trồng ở gần nước này đó, thế nên là tôi mới cứ phải chạy lại gần nước tôi trồng là bởi vì vậy đấy anh em. Tôi cũng hoàn thành cũng song song rồi đấy anh em thấy cũng. Xong buổi sau thì tôi sẽ cố gắng để tôi làm cho cái ruộng, cái trang trại của tôi nó mọc được cỏ lên. Tôi biết cách làm rồi, tôi biết cách làm rồi, nhưng mà hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Chúng ta cùng nghỉ thôi. Tôi đã quá đau buồn vì sự ra đi của bạn cừu. Quả là một sự mất mát quá lớn đi nữa. Quá lớn. Chúng ta cùng nghỉ thôi anh em ạ. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em buổi sau. Bye bye anh em. Tôi yêu tất cả anh em. Ha ha ha.